xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của ốc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi rất là vui, đó chính là giành nhau những cái ghế các bạn ạ. Trò này thì có thật ở ngoài đời ấy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi về trò này ở trong Roblox. Các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Đi thôi. Yes, các bạn ơi, chúng ta đến với round đấu mới luôn. Mình chúng ta sẽ trở thành người vô địch. Map gì đây? Map random không? Mình sẽ vote map không gian đi. Vậy là những người chơi là sẽ kiểu mặc đồ nhà du hành vũ trụ ấy các bạn ạ. Giờ còn ai chơi map ngẫu nhiên nữa. Đúng, thâm lý. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn luôn map này. Đấy, nhà du hành vũ trụ ốc. Ôi ôi, tìm đến những chiếc ghế. Chiếc ghế này là của tôi nha, bạn ơi. Bạn ơi, bạn đừng có mà đuổi nha. Có 7 người chơi thôi các bạn ạ. Và bây giờ mình đang cố gắng để tìm ra những chiếc ghế. Ui, qua round đầu tiên vẫn 7 người còn nguyên. Ây, hỏng 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 hỏng. Ây, may quá các bạn ơi. Mình đi qua 2 cái ghế đều đã bị giật mất, nhưng đến chiếc ghế thứ 3 mình đã tìm được cho mình. Ây, trời tuyệt vời. Mời đến. Không ai có thể đối thủ của ông. Đấy, còn 5 người chơi các bạn ạ. Vừa nãy loại đi 2 người luôn nha. Đấy, đấy, nào hai bạn này chậm chân rồi, chậm chân rồi. Ui, thế mà vẫn 5 người nha các bạn. Chưa loại đi ai hết. Ê, đừng có chạy nha, đừng có chạy nha. Bạn này bị loại rồi các bạn ơi, bạn này bị loại chắc là chán luôn. Vậy là chỉ còn 4 người chơi. Tranh giải nhất nhì ba bét. Mình vào luôn. Ê bạn ơi, mình vào trước rồi nha. Ê, bạn vẫn may nha, bạn tìm được ra một cái ghế hợp lý ấy. Mình luôn luôn sẽ lựa chọn những chiếc ghế gọi là có cái khoảng cách ngắn nhất đến chỗ mình các bạn ạ. Như thế thì sẽ giành được nhiều ưu thế hơn. Ôi thôi bạn kia xong rồi. Thôi xong rồi. À vẫn kịp 3 người 3 cái ghế các bạn ạ. May quá, nếu mà 3 người 2 cái ghế là xong rồi. Bình thường ở ngoài đời chúng ta sẽ phải giảm cái ghế đi ấy các bạn ạ. Nhưng mà trong game này là 3 người có 3 cái ghế nha. 3 người có 2 cái ghế thì loại lâu rồi các bạn ạ. Đây. Ui, ba bạn này giỏi thế nhở. Trời ơi, vẫn còn 3 người. Mình phải thật sự là nhanh. Bạn này thua. Ui dồi ôi, bạn này chạy kịp nhá. May nhá. Bạn hai thua chưa, thua chưa. Ui, mình đang trong top 2 chung cuộc rồi các bạn ạ. Ê bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ngay từ lần đầu tiên ốc đã trở thành nhà vô địch. Trời ơi, nhà vô địch của những chiếc ghế. Ủa, cái này nó không có hình ốc nhảy tưng tưng rồi các bạn ơi. À, nó đang kiểu gì đây? Cũng có một vài cái hiệu ứng ở từ bên dưới bay lên nhấp nhánh, nhưng mà không có tượng ốc bay lên các bạn ạ. Không phải vậy thì game này nó cũng cái ăn mừng chiến thắng của nó cũng khác khác ấy. Ui, Inside Out. Mình sẽ chơi Inside Out này các bạn. Rồi, map Inside Out. Vậy là mình không biết sẽ trở thành nhân vật gì đây. Mình cũng khá là hồi hộp. Mình rất là thích cái bộ phim này các bạn ạ. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với mode Inside Out. À, cái gì đây trời. Trời, trời ơi, tôi là ai? Đây là đâu? Sao lại cho tôi, không cho tôi cái nhân vật nữ ấy, cái bạn nhân vật chính ấy. Trời ơi. 10 người chơi các bạn ạ. Ôi giời. Cũng là cái con đấy nhưng mà phiên bản khác. Phiên bản trông nó đụt đụt các bạn. Đây, nào các bạn tìm ghế đi, tìm ghế đi. Ôi kìa, đây nhân vật chính nha các bạn ơi, nhân vật chính đây. Nhân vật chính gì mà phế thế, tìm ghế muộn thế. Rồi. Dần dần thời gian nó sẽ ngắn lại các bạn ạ. Đây 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 đây, may quá. Ê bạn ơi. Bạn này bí rồi, bạn này bí rồi các bạn ơi, bí rồi. Chạy lên cái ghế xanh đúng rồi. Ui may nha, cho may nha, may nha. Ờ. Đây 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 đây. Lần này mình lại là người về cuối các bạn ơi, hỏng rồi. Này bạn ơi, không đứng chung được đâu. Đứng chung làm sao được, dám đứng lên đầu ốc TV chỉ hẹo ngay. Ờ. Mình phải tìm ngay ra một sự lựa chọn khác các bạn ạ. Nếu không cứ dí theo ở đây như bạn này này. Chết chết chết. Ái chà, bạn này may đấy nha. Trò này là phải nhanh tay nhanh mắt đấy các bạn. Bạn này.
Ôi, bạn này định đến chỗ mình để ngồi. May nha, tỉnh tỉnh nha. Đấy, mỗi người một ghế mà tranh nhau. Rồi, ai xài. Có bạn này là không tìm được này các bạn. Thôi xong. Đi đây. Đi 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 bạn ơi, đi đi bạn ơi. Rồi, chúng ta chỉ còn 4 người chơi thôi. Ý. Ý, ý, ý. Nhanh lên mấy bạn ơi. Bạn kia, ui, vậy là bạn mà đụng hàng với skin của ốc đã tèo tèo rồi. Bạn này, ôi, 3 người 2 ghế. Ôi giời, 3 người 2 ghế các bạn ạ. À. Ngồi luôn. Ái giả, bạn kia chơi giỏi đấy các bạn ạ. Nào. Chết rồi, cân tài cân sức quá. Là một người nhanh nhẹn, ốc sẽ đi trước. Ai được không, bạn ấy cũng vẫn tìm được ghế đấy các bạn. Yeah, ốc lại thắng rồi, là thắng lần thứ hai rồi các bạn ạ. Cái cảm giác này nó thật là quen thuộc. Tôi đã gặp cái cảm giác này ở đâu đó rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái vòng chơi tiếp theo. Ai, các bạn ơi, các bạn không biết là không, chắc là không phải là do các bạn chơi gà đâu, mà do ốc chơi quá giỏi. Đúng đúng. Map toilet đi. Skibidi toilet. Tôi sẽ chọn map toilet. Ui, nhưng mà có vẻ nhiều người thích map emoji này các bạn này, là những cái map mà biểu cảm gương mặt á. Ồ, thôi được rồi, map emoji cũng được. Map nào mà ốc chả thắng. Đi thôi, vào luôn các bạn ơi, emoji đây rồi. Ôi giời. Các bạn thấy gì không? Spa phát mình ngồi luôn vào ghế luôn, không phải chạy đi đâu cả. Trời ơi, game này có khi là hơi ưu ái cho ốc rồi các bạn ạ. À. Ảo thật đấy. Mấy bạn kia đây đấy cứ phải chạy 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 chạy, nhưng mà mình á, spa ngay ghế, ngay đúng cái chỗ mình đứng luôn. Quá đỉnh. Rồi, round đầu tiên mà một bạn đã hẹo rồi các bạn ạ. Cái map này nó cũng sẽ hơi khó nhìn đấy, bởi vì là nó có nhiều màu sắc quá và ghế cũng có những màu sắc của cái ghế nữa. Nên là mình sẽ hơi bị khó nhận ra cái ghế khi ở khoảng cách xa đấy các bạn ạ. Uầy, một bạn nữa cũng đã rơi. À, ốc đã tìm được ghế của mình. Bạn kia chân dài chạy chậm thế nhở? Đấy, may cho bạn đi nhá. Rồi. Ui, ghế này của tôi, ghế này của tôi. À, bạn này muộn rồi. Kìa. À, bạn kia nhường ghế các bạn ạ. À. Bạn này được mới được có ghế ở đây đấy, không bạn không có ghế đâu. Nhường à, nhường thì thua đi. Game là phải fair play các bạn ạ. À. Chơi game là phải như thế. Chứ ai lại chơi game nhường nhau ấy chẳng còn vui nữa các bạn ạ. À. Mình phải chơi hết mình, chơi nhiệt tình. Đấy. Đâu? 7 người, vẫn 7 người là cái bạn đen đen nãy thua đấy các bạn. Đây, mình định đi ngồi cái ghế của bạn này này các bạn. Nhưng mà bạn này nhanh quá nên mình đã chuyển sang ngồi ở đây rồi. Xa. Vẫn 7 người. 7 người này toàn là những ứng viên gọi là sáng giá đấy. Ê, bạn này thua rồi, bạn này thua rồi. Ui rồi, vừa mới khen xong. Vừa mới khen xong thì thua. Đấy, ngồi luôn vào chiếc ghế. Bạn ơi, kia kia, ghế xanh nha bạn ơi. À ok, bạn này ngồi được rồi đấy. 6 người chơi. Rồi. Ui rồi, mình lại ngồi cạnh bạn này lần nữa các bạn ạ. À. 5 người cuối cùng. Bạn kia chắc thua. Thua không? Thua, thua, thua. Ai không thua, không thua nha. Tớ ngồi chỗ. Ôi! Cái gì đây các bạn ơi? Mình thua rồi. Rồi ok, mình sẽ ở trên này quan sát các bạn ấy chơi nha các bạn. Rõ ràng là mình đến trước mà. Chắc là do mạng ấy các bạn ạ. Mạng mình nó chậm. Có rất là nhiều những cái vật phẩm chúng ta có thể mua được. Hoặc là những cái này là... À, mình trang bị được cái cánh nè. Thế mình đội cái mũ nữa nha. Ê, các bạn ơi, dễ thương chưa? Tí nữa mình sẽ dùng cái này để mình chơi. Ui, ở đây cũng có rất là nhiều đồ này các bạn này. Chúng ta có thể custom cái skin của chúng ta. Ê, con rơi ốc cute. Ở đây có rất là nhiều này các bạn này. Ui, tóc giả nữa chứ. Ngầu à. Mình sẽ sử dụng một chiếc tóc màu cỏ dại. Đó là màu xanh lá. Đấy.
Fast mode đi, đó là cái chế độ chạy nhanh các bạn ạ. Còn cái chế độ này, ơi mọi người lại vote Inside Out nữa hả? Hả? Vote cái fast mode này nè mọi người. Chắc là chúng ta đã quyết định là sẽ chơi Inside Out rồi. Hả? Chạy loanh quanh như chiếc xe không phanh, bánh đa sữa đậu nành. Ủa gì vậy? Ôi, sao bạn kia kiểu gì mà lại đang ngồi được ghế rồi lại chạy ra nhỉ các bạn nhỉ? Hay bạn ấy bấm nhầm? Ờ bạn ơi, mình vào trước rồi. Hoặc là có thể các bạn ấy sẽ lấy những cái quả bóng này để gia tăng sức mạnh cũng như là tốc độ. Ui, round này nhiều người chơi nha các bạn, 11 người chơi lận. Mình đã nhanh chóng tìm ra chiếc ghế của mình. Có những bạn khác rất là vất vả trong quá trình tìm ghế. Rồi. Bạn kia thua rồi. Đứng đấy thế nào được? Đứng lên đầu thế nào được các bạn ơi? Phải ngồi vào ghế mới được. Đấy. Rồi. Ý bạn kia chạy kìa. May nha, 10 người chơi. Rồi. Mình nghĩ cái round này sẽ kết thúc muộn ấy, tại vì là nhiều người chơi vậy mà. Ơ. May quá. Như kiểu mạng của mình nó bị chậm ấy các bạn ạ, chứ thật ra mình chạy nhanh mà, mình chạy rất nhanh luôn đó. Mình chạy nhanh hơn cả bạn đứng này đứng gần hơn á, bạn ấy kiểu như là không có nhìn thấy ghế các bạn ạ. Rồi. Vẫn 10 người chơi, chưa loại được ai. Khi mà cái thời gian này nó chậm nó nhanh lên ạ thì chúng ta mới loại được người các bạn ạ. Ý. Mình cũng phải đi đến cái ghế thứ 3 mới ngồi được các bạn. Vẫn 10 người chơi. Vẫn 10 người. What? Lần này có bớt đi ai không? Ui, bớt đi hẳn 2 người nè các bạn nè, mình thấy là dễ nhưng không nha. Hết ghế rồi. Xem chừng là hết ghế. Rồi sao một bạn đã tèo đã rơi xuống dưới. Rồi mình ngồi đây luôn. Các bạn đến chậm rồi. Úi dồi ôi. Vẫn 7 người. Cái game này nó được cái nó cũng chỉ cho mình ngay cái ghế mà mình cần phải đi. Nhưng mà nếu mà mình nhận ra cái ghế đấy quá muộn thì cũng khó lắm các bạn. Bạn này đứng im thế. Bạn ơi bạn đứng im thế thì bạn làm sao mà chơi được. Ôi giời ơi bạn ơi, sao bạn lại đứng im vậy? Giúp tôi trả. Ai sợi top 3 chung cuộc các bạn ơi. Ơ ghế đây. Ui giời, lại một lần nữa mình ở trong top 2 các bạn ạ. Mình luôn luôn ở trong những người chơi giỏi nhất các bạn. Ôi kìa. Tại sao nhở? Trời ơi, mình phải phục thù các bạn ơi. Mình chơi thêm một round nữa các bạn ạ. Mình phải phục thù. Rõ ràng là mình đến đấy trước mà. Chắc là do mạng rồi. Mạng của mình nó xù quá. Rồi. Mình sẽ custom một chiếc tóc đỏ cho nó cháy. Tóc đỏ này là cái line đấy các bạn ạ. Đấy, tóc đỏ. Rồi, tóc đỏ. Ôi, thành tóc cam thôi được rồi, tóc cam cũng được. Chế độ skibidi đi. Skibidi đôm đốp đốp. Skibidi đôm đốp đốp đốp. Mình sẽ chơi skibidi này và sẽ trở thành top 1 của cái round này các bạn ạ. Mình mới thắng được có 2 round hả? Cái gì vậy trời? Đi như vậy mà còn ấy nữa. Hỏng rồi các bạn ơi. Game này là lại không ưu ái cho ốc rồi. Phải spam ngay một cái skibidi để cho ốc ngồi lên chứ lại. Rồi. Ok. Nào, ngồi luôn. Có rất là nhiều màu skibidi các bạn ạ. Ui, có cả skibidi hồng này. Skibidi xanh lá này. Đó, 8 người chơi. 8 người chơi rồi. Ơ, đấy nhá. Kiểu gì? Đấy. May là mình còn tìm kịp đấy các bạn. Bạn ấy chạy lung tung cả rồi.
Bạn ơi nhanh lên, vẫn 8 người chơi. Quá đỉnh, toàn những người nhanh tay nhanh mắt. Ê, mình đi trước rồi nha bạn ơi. Mình đã ngồi trước. Ok, ok. Mình cứ yên tâm mình ngồi đây các bạn ạ. Mình không ai không quan tâm ai hết. Quá chuẩn luôn. Nhưng mà 8 người này cũng rất là giỏi nha. Nãy giờ chơi loại ai nha? Loại đi, loại 2 người này rồi. Ui. Loại 1 người, mình tưởng là loại 2 bạn nhưng không, loại 1 người thôi. Ui giời ơi, tranh nhau. Một cái bồn cầu mà 3 người tranh nhau, trời đất ơi. Ý bạn kia giỏi nha, bạn kia giỏi. Vẫn 6 người, loại đi 1 người các bạn ạ. Round này khó đây. Nào nào, bạn nào, bạn nào, bạn nào bị loại. Sổi loại đi một bạn đeo đôi cánh có vẻ ngầu ngầu. Sao bạn không lấy cái cánh đấy bạn bay lên? Trời ơi. Ui. Loại một phát 2 người nha. May quá, mình đi một quãng đường hơi dài nhưng mà ít nhất là mình đã tìm được cái toilet cho mình rồi. Vẫn 4 người. Ý may ghê, may ghê. Gần ngay chỗ mình, bạn kia thua rồi. Ui dồi ôi, top 3 rồi các bạn ơi, top 3 rồi, top 3 rồi. Bây giờ không vô địch thì đợi đến bao giờ ốc ơi. Ui lại top 2 rồi. Ui nó xa. Thế này thì chịu. Oh, no. Ôi các bạn ơi dỗi thế nhở. Mình dỗi luôn rồi, mình chẳng chơi đâu. Dỗi thật đấy. Sao lại có thể spam xa mình thế? Được rồi, mình làm nốt lần này nha các bạn. Nốt lần này nha. Chúng ta chuẩn bị chọn map rồi. Ok. Mình lần này không chọn map nữa. Để xem mọi người chọn map gì. Rồi mình không chọn, không ai chọn hết. 2 người chọn, 5 người chọn, 4 người chọn, 3 người chọn. À không, đấy là đếm ngược giây các bạn ạ, chả ai chọn hết. Chúng ta sẽ đến một cái map emoji. Ôi dồi ôi, lần này có 2 người chơi ạ. 2 người chơi, 2 người chơi mà 1 ghế. Thôi được rồi, vậy là mình không từ bỏ game mà game này nó từ bỏ mình các bạn ạ. Chắc là mình sẽ dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Và nếu các bạn có tựa game nào hay mà muốn mình chơi, các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết nha. Bye.